Namo Chosika Mani Phật, cân bạc chưa công chuyển đến tâm linh. Xin chào toàn thể quý năm này Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục về tâm thiền Bồ Tát của ngài Lai Quả. Ngài chỉ dạy cho chúng ta là cái bài thứ 10 lục căn khó nhiếp, tức là chỉ cho là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là có sáu cái căn của chúng ta. Thì ngài nói rằng phạm vi của lục căn bất quá ở trong phạm vi của thân này. Tại sao là có nhiếp? Ông muốn nhiếp, ta muốn bỏ thì có sao? Vì nhiếp để giữ kín nó lại thì có hại rất là lớn, chẳng bằng thấy nó có tướng thì buông xả cái thấy, nghe có tiếng thì buông xả cái nghe. Bốn căn kia cũng là như thế. Người hành đạo trước tiên quên lấy, tức là quên cái thấy, quên cái nghe, kế đến là tịnh cái sân tâm. Và chẳng những lục căn, lục trần được buông xả, mà lục thức cũng theo đó để dừng lại. Thường thấy người trụ tầm lâm thì đầu là thân, tay là chân, cũng như cây khô, đi như người gỗ, ngồi như địa. Đây tuy chẳng hai song với người phóng đãng thì tốt gấp muôn lần. Như thế chẳng qua chỉ là mắt nhắm không có liếc ngó, nhưng bên trong còn động. Thế con người chợt thấy liền bị tướng lôi, tai dù không nghe hễ bỗng lay động thì bị chiếm thâu. Các hành như thế đâu có nhiếp được các căn. Cách nhiếp chân chính, ví dụ như một cái phòng xung quanh có sáu cửa sổ, đốt một ngọn đèn thì ánh sáng từ sáu cửa sổ mà chiếu ra bên ngoài. Muốn trừ cửa, tức là muốn trừ bỏ một cửa thì dùng miếng vải để che lại, ắt không một cửa ra tự tối. Dùng vải che dụ cho là giữ con mắt không cho nhìn bên ngoài. Muốn trừ bỏ cửa thứ hai thì cũng dùng vải để che. Vải che tức là giữ tai không cho nghe tiếng bên ngoài. Bốn cửa kia cũng là như vậy. Cách hành như thế tạm nhiếp được cửa thì được, song chưa phải là cái hạnh đốn, tức là cái cách nhanh nhanh nhất đó. Tức là cách hành của thiền tông đó, không cần đóng sáu cái cửa sổ. Trước tiên là bỏ ngọn đèn ở giữa phòng, kế đến là dẹp luôn cả cái phòng. Chẳng những lục căn lục trần tự không lục thức mà cũng phải tự xa lìa. Thực ra không cần dẹp bỏ, đèn và phòng đều tự tiêu tan. Thử hỏi hồ ly tinh, tức là chỉ cho ý thức của chúng ta, nay đâu còn chỗ để giấu thân. Vậy cái đạo của thiền tông trước tiên dùng nghi tình hàng phục tâm. Tâm quên thì trong ngoài đều quên, tâm chẳng đóng mà tự đóng, chẳng nhiếp mà tự nhiếp. Thật chẳng đúng như thế ư? Nhưng đương đầu còn thiếu một cây gậy. Đây là cái cách dụng công mà chư tổ là thường nó thì chỉ dạy cho chúng ta. Và theo cái thiền của đại thừa hay là tất cả các cái môn khác đó, thì mình phải nhiếp lục căn là tai á, là không nghe tiếng bên ngoài, mắt không nhìn thấy cảnh trần,
thì là môn độ như thế thì cần phải có công phu, mà công phu của các cái tông phái khác thì nó lại là có nhiếp âm. Còn ở đây chúng ta chỉ nhiếp nó là gì, tuy lục căn có nhiếp thì chúng ta chỉ cần đề khởi câu khởi đầu thôi, mà đề khởi câu khởi đầu có nghi tịnh á thì không nhiếp là tự nhiếp. Mà ban đầu chúng ta công phu quá thì do là có lúc nhớ lúc quên, rồi khi còn khi mất thì mình cũng đừng có ngại, chỉ cần mình miệt mài công phu. Giống như chúng ta đi đi học ngoại ngữ mới vậy thì mình đọc thấy nó ngượng miệng, bắt đánh vần của cái ngoại ngữ đó, chẳng hạn tiếng Anh hồi xưa mình học đó là ABC, còn giờ đọc là EBC, thành mình thấy ngượng miệng là có, nhưng mà đọc viết nó cũng quen. Thì công phu mình cũng thế, mới bằng đầu đề khởi câu khởi đầu khi chưa có trời đất ta là cái gì thì mình thấy nó không có dính dáng gì hết, nhưng mà mình nó tin cái pháp môn của Phật dạy và tin cái tâm mình là Phật. Nếu mà mình tin cái pháp môn mà không có tin cái tâm mình thì nó cũng là chưa đủ, cho nên mình phải tin tự tâm của mình phải có trí giống giống Phật, có trí huệ của Phật, mà tin cái đường lối tam tu sư thiền này đưa đến chúng ta là tỏ ngộ được chính mình. À, cái một cái niềm tin này nó phải đầy đủ, tin là chính mình, tin là pháp môn thì mình thực hành nó mới trọn vẹn. Nếu tin pháp môn mà không tin nó tự tâm mình là Phật cũng không thành công, mà tin mình tự tâm mình là Phật nhưng mà không tin pháp môn thì cũng không thành tựu được. Cho nên niềm tin phải trọn trọn vẹn. Mà muốn nhiếp lục căn á, mắt không có thấy bên ngoài, thấy sắc chẳng dính dáng gì, tai thì nghe tiếng hay thì cũng chẳng dính dáng gì, mũi thì nghe mùi thơm chẳng dính dáng gì, là nhờ câu khởi đầu có nghi tịnh. Thì ra mùi ra mặt mùi tai khen thì mặt khen, chê mặt chê, mình cứ thẳng đường mà đi. Cho nên chúng ta phải tin lời của chư Phật, tin lời của chư Tổ, nó dạy chúng ta một cách là thống thiết. Lời của các ngài là chân ngữ, là thật ngữ, không có dối gạt chúng ta. Thì cái bài thứ 10 hôm rồi chúng ta đã tham khảo, nay chúng ta tiếp tục bài thứ 10, 11. Tôi xin lặp lại bài thứ 10 vừa rồi chúng ta đã tham khảo tuần rồi. Tuần này chúng ta tham khảo tiếp là bài thứ 11 là khẩn cầu khai thị. Nếu các vị là giáo viên mà khi là đi giảng dạy ở các cái trường thì các vị quan sát trong cái lớp học đứa nào là học hành chuyên cần nhất, đứa nào là nghịch ngầm nhất thì các vị cũng đều biết. Nếu là mình giáo viên thì mình cũng có cách để đối trị với cái học sinh này, tức là ở sư phạm không có dạy chúng ta mà, cho nên mình phải biết. Thì cái lời mà nếu mà học sinh nó chuyên cần, đôi khi những cái thắc mắc á, nếu mà nó hỏi giáo viên á, thì nó hỏi rất là chân tình, một cách là thành thật. Còn cái đứa nghịch ngợm nó hỏi chứ để mà nghịch phá giáo viên á, thì cái cách nói nó là biểu hiện, mình nhìn cũng biết nó là cái đứa nghịch hỏi để phá chứ không phải hỏi để học. Chính vì thế mà ở trong một cái đạo tràng mà cái vị mà giáo họ, tức là vị tổ sư đã kiên tánh thì các ngài mới mở đạo tràng để giảng dạy, mà mình có những cái thắc mắc mà không thưa hỏi đó thì đó là cái thua thiệt của chính mình, không phải là cái thua thiệt của cái người đạo sư.
Cho nên Ngài nói chúng ta rằng á, là mình phải thỉnh cầu khai sĩ. Nói về thỉnh cầu khai sĩ thì lúc Phật còn tại thế cũng có. Việc này trọng đại, thế gian chẳng thể so sánh được. Như một hôm, ngoại đạo mang qua đến cung Phật, thỉnh Phật khai sĩ. Phật bảo buông hoa xuống. Ngoại đạo buông hoa xuống thì Phật bảo buông tay xuống. Ngoại đạo là buông tay xuống, Phật bảo buông thân xuống. Ngoại đạo đang do dự, Phật bảo buông chẳng được thì gánh lên mà đi. Ngoại đạo ngay đó toàn bộ. Đó là cái câu chuyện của Thiền Tông người ghi rất là rõ, là các cái sách thiền đều có ghi câu chuyện này. Tức là một hôm ngoại đạo đem hoa đến cúng Phật, Phật bảo buông hoa xuống, thì ngoại đạo buông hoa xuống liền. Thì Phật bảo tiếp, hãy buông tay xuống, ngoại đạo là buông tay xuống. Phật bảo buông thân xuống, bởi vì tay đã buông xuống rồi, ba xuống rồi, bây giờ cái thân làm sao buông? Thì ngay đó là ngoại đạo do dự, thì Phật vỡ nếu buông chăng được thì gánh lên mà đi. Thì ngay đó là ngoại đạo cũng tỏ ngộ. Và cũng có cái câu chuyện thứ hai ở đây là Ngài Lan Quả như vậy, ví dụ rất là nhiều. Cái đấy là lợi ích của sự thỉnh cầu khai thị đâu thể kể xiết. Phật lúc ở nhân địa là một vị tiên nhân. Ở trong núi sâu Ngài đêm hành đạo rất chân thiết. Thiên nhân muốn thử quá là một con quỷ La Sát đến bên cửa động nói: các hạnh vô thường là phát sanh diệt. Thiên nhân nghe qua liền là bước xuống thiền sàn, ra cửa xem là thấy một con quỷ hình thù xấu xí, đầu tóc đỏ rối bù rối nùi, mặt xanh như chàm, răng đen như chĩa ba đinh sắt, thân hình to lớn, cái bụng thì lép xẹp, trông qua đáng sợ. Vị tiên nhân hỏi: hai cái câu kệ vừa rồi có phải do ông nói chăng? Quỷ La Sát đáp: chính tôi nói. Tiên nhân thưa rằng: xin nói câu kế tiếp cho tôi được nghe, tôi rất cảm tạ. Quỷ La Sát liền nói: tôi đang đói bụng, ông có thể tiếp sức để tôi nói. Rồi ông có thể xả bỏ thân cho tôi ăn, tôi sẽ nói tiếp cho ông nghe. Tiên nhân tự nghĩ: nếu bỏ thân này thì Quỷ La Sát ăn thì còn ai được nghe pháp. Cho nên liền bảo La Sát rằng: viết pháp trên tảng đá kia, tôi sẽ xem xong rồi liền xả thân cho. Quỷ là viết tám chữ như vậy: sanh diệt, diệt rồi thì tịch diệt vi lạc. Rồi tiên nhân liền từ trên bờ vực nhảy xuống. Quỷ La Sát đã lấy thân tiên nhân rồi hiện nguyên hình là trời đế tích, khen rằng: lành thay, ngài sẽ thành vô thượng bồ đề. Ngưỡng mong tiên nhân chớ quên độ tôi. Tức là vị trời đế tích thấy lúc đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca hành đạo là quên ăn bỏ ngủ mệt mài, chính vì thế mà động lòng trời đế tích thực hiện thân con quỷ La Sát thân hình xấu xí và nói được hai câu kệ là: chư hành vô thường là sanh diệt pháp, tức là các hành đều là vô thường là pháp sanh diệt. Rồi hai câu kế tiếp nữa là: sanh diệt, diệt rồi là tịch diệt vi lạc. Mà trước khi mà muốn nghe được cái hai câu cuối cùng á, thì Quỷ La Sát rồi đó: thì bây giờ tôi đang đói bụng rồi, ông có thể hiến thân tôi ăn, tôi nói cho ông nghe. Thì giờ Ngài mới nói rằng: tôi bây giờ hiến thân được đâu còn được nghe. Yêu cầu Quỷ La Sát đó phải viết cái bài kệ lên trên tảng đá, Ngài mới xả bỏ thân mạng. Thì lúc đó là Ngài lao mình xuống vực thẳm để đúng lửa, mà nghe được cái chánh pháp đâu phải chuyện đơn giản. Cho nên Ngài xả bỏ thân mạng. Thì lúc đó là
Tôi đã thích là hiện thân trở lại và bây giờ là ca ngợi. Nhưng mà cũng kể công á, nếu mà sau này mà ngài thì thành người vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cũng là đừng có quên độ tôi trước. Cái câu nói này giờ khi Đức Phật còn tại thế là nhiều người đó là đồng nguyện là đừng có quên. Như quốc độ Lâm Phật cũng thế, trong lúc mà ngài tu với như quốc độ Lâm Phật thì chỉ giải pháp tu á, thì ngài tu thấy không phải là cái quả vị giác ngộ rốt ráo cho nên từ giả ra đi. Thì lúc đó là quốc độ Lâm Phật á, từ trước đến giờ đó ông do tôi là dạy ông pháp tu hành, nay ông thấy không phải, rồi bây giờ từ giả ra đi, mà sau khi thành đạo vô thượng cũng đừng quên tôi đã hướng dẫn ông trong cái đời này. Tức là nhiều người đã kể công với Đức Phật, kể cả thời Đế Thích cũng thế, sau khi ngài thành chánh đẳng chánh giác cũng đừng quên độ tôi. Rồi đó là cho nên đó là cái cầu khai thị rất là khó. Mình mà học hỏi cho người đó, mình hỏi cảm thấy là còn cái gì thấy mắc cỡ rồi, mình thua người ta sao mà mình hỏi, phải không? Tức là thỉnh để khai thị rất là khó, nhưng mà đối với Đức Phật thì là vì pháp quên thân và cũng không cần biết người trước đó là ai, nên nghe được cái giáo pháp tối thượng thì dù xả bỏ thân mạng cũng cũng không có nại hà. Rồi là ngài giải thích chúng ta rằng hãy suy nghĩ xem, người xưa xả thân cầu pháp vì tám chữ mà bỏ thân mạng cho quỷ ăn, coi nhẹ thân kính trọng pháp như thế, e rằng người thời nay khó làm nổi. Quả thật vì cái ngã chấp mình lớn quá mình không làm được, nhưng mà người xưa nó vì đạo không có luận là đối diện với mình là ai, mới nghe được giáo pháp dù có tán thân mất mạng các ngài cũng không không chối từ. Rồi ngài dạy chúng ta rằng người hành đạo trụ thiền đường dụng tâm chân 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 thiết, muốn công phu thâm nhập nhất định cần phải rộng hỏi bậc thiện tri thức, nên chân thành cung kính năm vóc gieo sát đất trình bày kiến giải trước kia và hiện tại của mình, thành thật thỉnh cầu khai thị. Nhờ thiện tri thức thấy nhổ đinh tháo chốt khiến cho đương cơ cảm thấy trời xoay đất chuyển, được quay đầu chuyển não, có người ngay đó đại ngộ, như đường đi ngàn dặm còn thiếu một bước mới được đến nhà. Nếu người ấy ở chỗ thiếu một bước này lầm nhận là nhà rồi thì trụ nơi đó chẳng muốn tiến lên. Nếu là người trí ngay đây phải thưa hỏi các bậc thiện tri thức, sự tự suy xét lại có đúng hay không, rồi ngay đó thừa đương thì công phu mới được thâm nhập. Người tin được sự thỉnh cầu khai thị thì động chân là đến nhà. Việc dễ dàng như thế, người học đạo nên lấy đó làm mô phạm. Chúng ta đó thấy như tổ xưa đó là ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn và ngài là với một cái người bạn nữa là trên đường đi du quá, tức là ngài Nhâm Đầu Tuần Phát và ngài là Tuyết Phong Nghĩa Tồn, khi đi đến Ngao Sơn á, rồi gặp cái thời tiết là mùa đông tuyết nó rơi nó ngăn lấp đường đi, thì con cái đường đi của các ngài nó đi đình trệ, cho nên nghỉ lại qua đêm trong một cái nhà, hay là một khách sạn cũng được, và một cái ngôi nhà Phật tử cũng được. Trong khi đó là ngài Nhâm Đầu Tuần Phát thì ngài ngủ, mà riêng ngài Tiếp Phong Nghĩa Tồn thì ngài cứ ngồi thiền. Cho đến khuya vì giật mình nó thấy ngài Tiếp Phong vẫn ngồi,
Ngài mới vợ thì muốn ngủ đi, ngồi nhau cô địa có ích lợi gì? Thì ngài Tiêu Phong nói rằng quả thật tiểu đệ chưa có ổn, nên phải cố gắng mà tu tập, mà nếu không thì người hình cướp của các bạn bè ta sẽ chê cười mình một đời không xong đại sự. Và lúc đó là ngài Nhâm Đầu Tòng Phát nó ngồi dậy, nếu mà ông chưa có ổn đó thì hãy trình bày từ đầu đến cuối cho tôi nghe, nếu chỗ nào phải thì tôi chứng minh cho, còn chỗ nào mà không ổn đó thì tôi sẽ dẹp trừ. Và lúc đó ngài Tiếp Phong mới nói rằng lúc rồi tiểu đệ đến thăm vấn ngài là Đức Sơn Tiên Giám á, là tông thừa từ trước con có phần chăng, thì ngài Đức Sơn đánh cho một gậy, lúc đó tiểu đệ như là cái thùng lũng đá, cái thùng lũng đá tức là có bọn ngộ đó, nhưng mà ngài Nhâm Đầu Tòng Phát này không có chịu, không chịu. không phải. Rồi là ngài kể hai ba công chuyện vừa rồi đó, thì ngài cũng không chịu hết, tức là phủ định hết, chỉ chấp nhận cái thùng lũng đá của ngài Đức Sơn, nhưng mà cũng chưa phải cái chỗ viên mãn. Lúc đó ngài mới vỡ, nếu ông không nghe người xưa nói mà muốn lập tông chỉ mà dựng đạo tràng đó phải từ hông ngực mà lưu sức hay sao? Qua cái lời này thì lúc đó ngài là chấp không nghe tội mới triệt ngộ. Ngài mới mừng quá, mới nói là sư huynh bây giờ thật sự bây giờ tiêu đệ mới tỏ ngộ, nó cảm ơn sư huynh rất là nhiều. Còn trước tới giờ đó còn ôm cái khối nghi, tức là ôm cái sự tỏ ngộ, tức là mình ngộ mà còn ôm cái ngộ, cho nên tổ sư mà đã triệt ngộ rồi thì không chấp nhận ngộ và không ngộ đồng thời quét sạch, không còn dính dáng gì nữa, mới chân thật là người có ngộ. Cho nên ngài còn ôm sơ ngộ, dù là đạt tới cảnh chỗ nào đi nữa thì ngài giờ là nhăn đầu mình cũng không chịu. Thì là mừng quá mới nói thôi nhờ sư huynh, thật sự ngày nay tại Ngao Sơn này mới là thành tựu đạo bạc từ trước đến giờ, và cảm ơn du thích, tức là mình chưa ổn thỉnh sư huynh mình khai thị, tức là bạn đồng tham cùng đi thăm vấn các nơi. Mà trong lúc đó thì ngài do là Nhâm Đầu Tòng Phát đã triệt ngộ rồi, mà đồng thời đó trong lúc ở nơi cái pháp hội của ngài Đức Sơn đó, thì ngài Đức Sơn là bậc thầy của ngài Nhâm Đầu Tòng Phát, cũng đồng thời là bậc thầy của ngài Tiếp Phong Nghĩa Tổ. Một hôm nó đến cái giờ thọ trai, nhưng mà ngài là Đức Sơn đi ôm bình ba xuống trước khi đổ bản. Ngày xưa đổ bản rồi thì là các phòng các nơi đó đều lần lượt ôm bác vào trai đường. Một hôm là ngài Tiếp Phong làm bạn đầu, tức là cái người dọn cơm bới cơm ra cho các bạn đó, thì đứng bên cạnh đó thì mới vỡ rằng ông già chưa tới giờ mà. Từ ngày mới giật mình, tưởng mình mới nó vỡ mình, thì là ngài Nhâm Đầu nói với ngài Tiếp Phong rằng ông già chưa có rõ câu rốt sao, ông già chưa có rõ câu rốt sao, tức là cha của mình đó chưa có rõ câu rốt sao. Thì là ngài là Nhâm Đầu đến nói nhỏ với ngài Đức Sơn, cũng là bữa trưa hôm sau ông bác số, thì ngài Nhâm Đầu nói với ngài Tiếp Phong rồi nói rằng rất mừng, tức là một cái tác phong ông bác đi xuống thôi mà người đệ tử nhìn thấy được thầy của mình, là chúc mừng ông già đã rõ được câu rốt sao, thì thấy cách đi thôi mà đã biết rồi. Nhưng mà không quá 3 năm thì là thủy tịch, đúng như thế, không quá 3 năm sau thì ngài Đức Sơn thiền định rớt. Lúc đó thì vừa ngài là Tiếp Phong và ngài Nhâm Đầu mới đi hành cốt nơi khác. Cho nên
chúng ta thấy là cái tính cầu khai thị là rất cần thiết cho cái người học đạo. Trong luật của cái Tiền Tông á, tất cả tổ sư đã kiến tánh đều phải đi tham vấn các nơi. Tham vấn tức là cầu khai thị cho những bậc tôn túc trước. Người nào hơn mình thì mình học, người nào đã bằng mình và còn thấp hơn mình thì giờ mình để đó. Cầu hỏi để quyết như những chỗ mình đã chưa thấu đáo, lợi ích lớn cho cái người tham vấn và cầu thỉnh khai thị. Rồi là Ngài chỉ dạy tiếp chúng ta là chán trụ tầm lâm. Người trụ tầm lâm lâu năm thấy những điều chẳng đúng như pháp, tâm sanh chán nản là lẽ tất nhiên. Tức là mình đến cái nơi này á, thì ban đầu mình nghe đồn nó là đạo phong rất là thẳng tắp, vượt cái thường tình. Nhưng khi mà mình đến á, thì thấy nó không phải những cái điều mà người ta đồn. Mà ở lâu năm thì thấy chẳng có cái gì đó là phong thiên hạ, thành ra mà không có muốn trụ mà xin đi nơi khác. Cái này là từ thời xưa cho đến bây giờ cũng thế, chứ không phải là ngày xưa có mà ngày nay không, mà ngày nay cũng có. Những sở lợi ích lớn lao của tầm lâm người ta chẳng dễ gì thấy. Tức là mặc dầu ở trong chúng rất là lâu, nhưng mà cái sự lợi ích đó, nương với đại chúng là mình không có cảm nhận được, không dễ gì thấy được. Cho nên tôi đặc biệt chỉ ra sinh hoạt hàng ngày thiền đường, đi hương, tọa hương ngày nào cũng vậy, tức là ngồi thiền và đi kinh hành đó. Tháng nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, phép tắc phải làm chẳng thêm chẳng bớt. Một ngày như thế, muôn ngày cũng làm như thế. Đây là cái dùng của cái thân lay động để quân tu cái thói quen bất động. Lâu ngày thân tự tịnh thì tâm cũng tự thành. Đến chỗ tu sâu này cần phần nhiều, chẳng phải dễ thấy, tức là mình ảnh hưởng với đại chúng mà chính mình không biết. Giống như mình đi trong cái sương mốc, tức là các vị ở nơi núi rừng chẳng hạn như ở Đà Lạt, các cái vùng Tây Nguyên đó, buổi sáng có sương mà cái người đi ra là lao động 8-9 giờ ra ngoài, sương nó lại thấm ướt áo mà mình không có biết. Nó không có ướt nhiều nhưng mà cái nó ướt bề ngoài của mặc áo trên vải của mình thôi, nhưng mà chính mình cũng không. Tức là ở lâu với đại chúng nó thấm nhuần cái đức hạnh của đại chúng mà mình không có biết. Có những cái người á là cái tác phẩm họ rất là hay, đi đứng nằm ngồi nói năng á, nó rất là nhẹ nhàng êm thấm. Rồi mình nghe nhiều ngày đó mình thấm nhuần mà chính mình cũng không có biết, không có biết cái đó. Cho nên nó là ngày nào thì cũng ngồi thiền, cũng đi kinh hành, sinh hoạt là ngày nào như ngày nấy, 1.000 ngày hay 100 ngày cũng đều như thế, không có thay đổi. Nhưng mà chính mình cũng không không có biết được, sự ảnh hưởng rất là lớn. Mọi người chỉ thích thay đổi, hôm nay tụng niệm, ngày mai tụng niệm, ngày mốt ra ngoài chơi thong thả. Một ngày thay đổi 2-3 việc càng hợp ý hơn. Nay cứ suốt ngày lạnh băng băng làm cho người ta cảm thấy phiền muộn, không ý vị, không hứng thú, nên chẳng trụ tầm lâm ấy là bệnh lớn bậc nhất của cái người học đạo. Nếu lập chí hành đạo đối với các pháp lớn nhỏ của tầm lâm cần phải hiểu thấu, thì chỗ thấy đều có lợi, chỗ nghe đều có ích, chỗ học đều là đạo, chỗ hành đều là pháp. Từ đó lấy thiền đường làm thân, lấy quy củ làm hạnh, lấy thiền diệt làm thức ăn, lấy tham thiền làm chánh niệm. Cứ vùi đầu công phu 20-30 năm
Như thế chẳng những Diêm La Vương không làm gì được, mà dẫu cho Phật Thích Ca cũng không làm gì được. Tự lợi tức là tự được sự lợi ích lớn rồi thì chuyển dạy người khác cũng được lợi ích đấy. Được lợi ích sâu xa rồi mới rõ biết được nhân quả của sự trụ tùng lâm. Cầm một ngọn cỏ, đốt một nén hương đều là vun bồi đức tánh. Nghe một tiếng, thấy một sắc đều là thiền cơ. Tức là tối ngày ra cứ thâm thiền và thâm thiền, ăn uống cũng thâm thiền, mà ngủ nghỉ cũng thâm thiền. Lâu dần mình không tiến bộ, cũng tiến bộ mà mình không có biết. Cái sự lợi ích nó rất là lớn như thế. Tùng lâm là chỗ thập phương tụ hội, là đất an cư của thánh hiền. Đại chúng ở chung nương tựa lẫn nhau, một ngôn một hạnh đều có căn cơ. Một đồng tiền một hộp gạo đều không lãng phí. Người xưa nói tùng lâm là sinh ra lịch đại tổ sư, tùng lâm sinh ra kim cổ thánh hiền. Cho nên phải kính tùng lâm như cõi Phật, quý tiết vật thường trụ như vàng ngọc. Tự hận đến trễ chẳng được trụ sớm hơn. Thà nguyện đời đời kiếp kiếp lấy tùng lâm làm nhà ở, lấy quy trụ làm sở hành. Ngoài ra chùa tư âm thất thâm sơn cùng cốc, quan phòng tỉnh thất quyết chẳng tạm trụ. Xin người trụ tùng lâm đọc thuộc đoạn này để rồi ghi nhớ, để có thể đề phòng sự lầm lạc ở mai sau. Lại nữa, Phật là vị giáo chủ của thế giới ta bà, là người mà Phật tử chúng ta phải dựng điện để thờ. Pháp là ngọn đèn sáng cho thế gian ô trượt, cần phải cất lầu cát để tàng trữ. Tăng là phước tiền của thế gian, cần nên cúng dường. Tuy chi thành kính tinh tam bảo, song cũng chẳng bằng cái công to lớn ủng hộ tùng lâm. Tam bảo chẳng nhờ tùng lâm thì chẳng còn trụ ở thế gian. Tùng lâm chẳng nhờ tam bảo thì chẳng tồn tại. Nếu muốn chánh pháp trụ lâu ở đời thì cần phải làm cho tùng lâm trụ lâu ở thế gian. Tùng lâm chẳng còn thì chánh pháp làm sao trụ. Cho nên trước có tùng lâm rồi sau mới có tam bảo. Mong sao người chán trụ tùng lâm đổi lại thành tích trụ tùng lâm. Người chán ắt rồi tùng lâm, người thích ắt trụ tùng lâm. Tiến trình tương lai của người ấy rất lớn lao, chẳng thể có gì ví dụ được. Tức là công đức ở cái nơi chùa rất là rộng lớn, và chúng ta cũng đừng nên cấp âm cốc. Bởi vì mình ở âm ở cốc á, nếu mà bữa nào mình thấy con người hơi lôi thôi một chút thì là mình nằm trở lại nghỉ, nằm nghỉ lại ngủ quên luôn. Rồi khi con người khó ăn khó ở thì do là mình không muốn ăn, rồi tìm cái gì đó để cho mình ăn cho nó được. Còn nếu mà ở trong đời chúng á, trong người hơi vội vã chút mà chúng đi tu là mình ngồi ở đơn cũng không thể được, là cái tri sự xuống kiếm là bắt mình phải lên cho đại chúng tu rồi, chứ không có cho mình nằm một mình. Còn á, mình ăn cơm không được thì bắt mình ăn cháo. Còn đôi khi mình không ăn cơm ăn cháo mà tìm cái gì đó để ăn thì theo ý thích, thì như thế là mình đã trái lại với chính mình rồi, trái lại với tùng lâm quy củ rồi. Cho nên là ở am cốc mặc dầu được là thoải mái, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, muốn tu thì tu, muốn nghỉ thì nghỉ, không ai ràng buộc mình. Không bằng ở nơi tùng lâm mà có người ràng buộc, có người để nhắc nhở, có người để sát tấn trên con đường đạo. Thành ra cái sự trụ tùng lâm là lợi ích rất là lớn, nhưng mà cũng khổ. Thời đại nào cũng có nhiều người chỉ là
không chịu ở với đại chúng bởi vì nó phiền phiền quá. Theo cái quy củ làm hoài đi, mình muốn mà tự do chút cũng không được, mà đi ra ngoài là phải xin phép, tức là đi thưa về trình, bị ràng buộc nơi cái quy củ của Tổng Lâm. Chính vì lẽ này mà nhiều người là muốn ở cái chùa thì làm quen số Phật tử, than thân trách phận đủ thứ chuyện, Phật tử động lòng cho ở riêng, các vị là các tam tốc cho mấy thầy ở riêng. Rồi có vị thì cũng chưa hài lòng nữa, cất vừa xong cái đi rỉ tay người khác, bây giờ tôi không ở đây nữa, tôi đi chỗ khác thì tôi nhường lại cho thầy. Thôi giờ giờ là hồi đó tôi cất trên 100 triệu, bây giờ tôi để 100 triệu. Sắp tới bây giờ tôi muốn cất cái cốc ở nơi chỗ này, Phật tử không đồng lòng cất cái cốc khác, cái này nó sẽ ra nhăn nhã nhăn nhặn. Có một vị rồi tới 2, 3, 4, 5 mà cất đến mấy cái cốc luôn mà không có ở cái nào hết trơn, rồi cũng sang người ta hết trơn. Cái này là cái không nên, không nên. Phật tử các vị nghe cũng nên kỹ một chút. Rồi tổ lại dạy tiếp chúng ta bài số 13 là thích ở núi sâu. Bây giờ chỗ này là có người đến động định quá, thôi mình ở sâu hơn. Cái người thích ở núi sâu đều do đạo niệm không vững, tức là mình đã chán chỗ này thì đi chỗ khác á, là do cái đạo tâm của mình nó không có bền chắc, không có vững, cho nên mới là sinh ra những cái tâm này. Tâm ưa thích núi sâu chẳng thôi thì cái niệm chán trụ tầm lâm càng mạnh. Cũng có người hàng ngày bị những quy củ lăng xăng, những điều thấy nghe hay dở làm nhiễu loạn tâm, hoặc đối với tọa hương đi hương sức lực yếu kém không đủ dụng công, hoặc vì khai thị và điều chúng của ban thủ duy na không hợp ý mình, hoặc vì hiềm khích với người nằm bên cạnh, hoặc vì công việc ruộng nương quá nhiều, hoặc vì điện đường quá khổ chỗ chán quá nhiều, đủ thứ trở ngại thật khó hành đạo, nên muốn trốn đi vì có cái niệm muốn ở núi sâu. Tức là con người là không thích cái quy củ, điều này mình thấy cũng ràng buộc, điều kia cũng ràng buộc. Như chúng ta thấy ngày Lai Quả mới đến á, thì ngài chưa có biết cái quy củ, ngày nào là cũng bị phương bản đánh, làm sai là đánh chứ không có giải thích. Mặc dầu phương bản có nêu, có viết trên cái bản lớn đó, nhưng mà mình không có chịu đọc, rồi mình thực hành nó lại là sai, là bị ăn đòn. Thì là nhiều người đã chán cái cảnh này cho nên muốn ở nơi núi sâu, mà bị cái quy củ ngày nào cũng nghe duy na và là ban thủ khai thị, nói hôm trước rồi hôm sau nói tiếp, rồi buổi sáng nói rồi thì buổi chiều lại nói tiếp, nghe tới tức là cái gì, sân chán, sân chán cho nên muốn đi rời khỏi. Rồi một khi đến trong núi có nhà không có giường, có chén không có gạo, có củi không có lửa, đến lúc ấy mới biết phiền toái còn hơn ở tầng lâm gấp bội. Vì gì mình ở núi sâu có mình muốn ăn thì mình phải đi nấu. Bây giờ củi không có phải đi lượm củi. Bây giờ thức ăn không có phải ra chợ mua. Mà giờ tiền không có thì phải đi xin. Thì lúc này mới thấy là ở tầng lâm là mọi việc mình không có lo gì hết, mà chỉ lo tu thôi. Còn bây giờ mình muốn ở riêng cho nó đủ sức tiền tiền tối. Rồi bây giờ mình muốn đi ra ngoài thì là ai coi, coi ăn cóc cho mình đây. Rồi phải chạy đi chỗ này chỗ kia nhờ người đến coi mình đi mấy hôm, thì mới đủ thấy, mới thấy là cái sự phiền não rất là nhiều. Còn có một hàng người ráng trụ tòng lâm, đều là hình thức bề ngoài, hàng ngày mọi việc đều reo bảng của chuông châm trà sách nước hương bản trúc bề đều ầm ầm kinh người,
Cai thị của ban phủ nghe qua nổi giận, quy phụ của Di Na nghe rồi tâm phiền, suy nghĩ trăm kế không cách nào ổn, muốn về chùa Tư. Sở Am bên cạnh chê cười, trụ Tùng Lâm khác thì e cũng khó bề được như ý. Tự nghĩ cái phiền của chùa Tư, cái khổ của Tùng Lâm chẳng bằng lánh vào núi sâu, thế gian ít người nghe thấy. Người ở cái núi như thế chẳng phải thật vì đạo, ham thích an nhàn lấy ở núi làm khoái chí. Phải biết có khả năng ở núi hay không cần phải có sự căn cứ. Mấy điều tệ của sự ở núi người ta chẳng biết. Một, dẫu cho thấu qua trùng quan cũng có gọi cái nạn cướp giật, không có người giải cứu. Tôi trước kia sợ nhận chức sụ Tùng Lâm quá phiền phức nên trốn lên núi tịnh dưỡng. Tức là trong cái thiền môn có ba cửa, một là sơ quan, hai là trùng quan, ba là mật hậu lâu quan. Sơ quan là mình thấy cái cửa ải này là tức là đã thấy tánh rồi á. Cái người mà đạt đến cái trùng quan là vào trong nhà ở rồi, tức là cái người phá được sơ quan là đến trước cửa, còn cái người phá được trùng quan là vào ở trong nhà rồi. Dù là phá được trùng quan nhưng mà khi mình ở trong cái núi sâu á thì cái nạn cướp giật ngày xưa ngày nay mà núi rừng thì đương nhiên là có, nhà ở thì đương nhiên có xì ke ma tí đó nó cướp rồi. Tức là cách đây cũng có nhiều năm á, có mấy sư cô ở cái ăn tóc riêng rồi mấy cái cậu mà xì ke đó, buổi tối đó, mấy cô đi ra bên ngoài, mấy chú leo lên cái nóc nhà đó, nằm trên cái kèo nằm trên đó. Tối rồi mấy sư cô mới vô là nghỉ, vô thấy nó nằm ở trên đó, cái miệng cái là ớ rồi riết rồi, cho nó nhảy xuống nó lấy đồ nó đi thôi, chẳng dám động tĩnh gì hết. Đây là mấy cái âm cốc ở Long Thành, đó là cái sự thật đó. Ngày nay đó chứ không phải ngày xưa đâu, ở âm cốc riêng nó đã như thế đó. Thấy nó rồi cứ liếu lưỡi không biết nói gì, cứ ớ riết ở trên nó nhảy xuống nó lấy của thôi, mà có gì đâu, nó lỡ lấy cái chuông cái mỏ nó đi ra ngoài thôi, cái đâu có gì đâu mà lấy. Thì là ngài đó nói rằng nó dẫu cho mà phá được cái trùng quan thì cũng khó khỏi cái nạn cướp giật, không có người giải cứu. Tôi trước kia sợ nhận chức Tùng Lâm quá phiền phức nên trốn lên núi tịnh dưỡng, tức là trong lúc ngài đã kiến tánh thì là phân cho chức sự Di Na, ngài không nhận cho nên lén trốn đi. Trốn đi rồi thì qua cái nơi khác, thì giờ là tức là ở nơi Kim Sơn hoặc là ở Công Mân gì đó, thì ngài đã kiến tánh thì được thầy ứng chứng rồi dừng, tức là phân công của ngài giữ chức Di Na, ngài không có chịu, ngài trốn đi. Ngài kể tự sự rồi, chính cái tâm trạng này là ngài đã trải qua và nhắc nhở lại chúng ta. Khi đến hang núi ở được mấy ngày, bỗng nghe tiếng kêu khóc của am phía trên, liền chạy lên xem, thấy một người bị cướp dùng dây trói thân, hình dáng rất thê thảm. Tôi vội mở dây trói cho người ấy, cạy hết đất bùn ra khỏi miệng, kéo hết bông vải ra khỏi lỗ tai, rồi vội vội nấu nước cho uống, người ấy mới thở được. Lại đỡ lấy tay chân làm cho hoạt động, khiêng để trên giường gần nửa ngày mới tỉnh. Hỏi lý do, người ấy kể trước kia bị cướp dùng y phục trùm đầu đánh mạnh vào thân, rồi dùng dây trói phải nằm dưới đất 2 ngày đêm. Tôi đi vào am xem mới biết đồ đạc được bị cướp sạch, tuy bị đau khổ song may mắn chưa có chết. Tức là thấy cái người bên cạnh bị nó cướp, nó hành hạ đánh đập rồi nó trói lấy của thêm mấy ngày rồi, đó là lúc ú ớ ở ngày mấy
nghe được cái tiếng kêu cứu là Ngài mới chạy đến để cứu được cái người đó. Điều thứ hai, thường có phụ nữ nghèo khổ dưới chân núi lên xin lương thực khiến cho thánh giới khó giữ. Thứ ba, lương thực không đủ ăn, cần phải xuống núi qua duyên, xuống núi qua duyên một cách khổ sở. Người có phước đầy đủ thì đầy bao lớn, người vô phước thì tuổi nhỏ cũng trống không, có thể bị đói một phen đến 8 ngày, 10 ngày, khổ sở biết bao. Thứ tư, có khi cùng với người ở núi thân cận bất hòa, đánh lộn với nhau đến chết cũng không có người giải cứu. Thứ năm, có bệnh cũng không có thuốc, mà có thuốc cũng không có người sắp chăm sóc bệnh, có khi chết đến sình thối cũng không ai hay. Xin người thích ở núi suy nghĩ cho kỹ, tức là nó có những cái điều mà chúng ta cần phải tránh. Bởi vì là mình ở ăn cóc á, thì là thiếu lương thực, mà thiếu lương thực thì phải đi xin, ra chợ vận động. Rồi có khi cái chuyện gì mình đi đâu rồi ra, rồi đóng cửa ai coi, mà chạy cái cốc bên cạnh, cốc bên cạnh cũng có một người coi thôi, thì ai chăm sóc cái cốc cho mình. Mà đi mấy ngày về rồi thì sao, bụi bặm thì chuột nó vô nó ở nữa, nó làm ổ làm sao. Cho nên nó cũng khó trăm bề chứ không phải đơn giản đâu. Ở ẩm cốc nó rất là khó, nó không tiện lợi tí nào hết. Nhưng mà thời nay cũng có người may mắn, các bà ở Tùng Lâm, Đại Tùng Lâm và Rịa Vũng Tàu, ở núi từ đầu tử thành phố này thì tháng rồi đến cung dường cho một cái mấy thầy ở trên núi đó, rồi là mời hết mấy thầy đến dự, có người không đến dự được thì danh sách rồi Phật tử nắm hết rồi cúng dường cho người đó. Thành ra ngày nay là ở Đại Tùng Lâm thì không có thiếu, nhưng mà các nơi khác cũng vẫn có thiếu. Nhưng mà tốt nhất nên ở về đại chúng, nó có lợi rất là lớn. Mà Phật tử chúng ta tu á, thì giống như ông bà mình nói là nói cái gì, ăn cơm thì có canh, tu hành thì phải có bạn, thấy không? Bữa nào ăn cơm không canh thì lỡ nó mất ngàn sao, phải không? Mà tu hành một mình đó, đôi khi mà không có bạn bè mình tâm sự với nhau á, mình đi sai mình đâu có biết, phải không? Mà nhờ có bạn cho nên là giải tỏa những điều thắc mắc, những cái điều sai của chính mình đã làm cho thành tựu với nhau. Cho nên ăn cơm có canh mà tu hành có bạn, đừng bao giờ riêng lẻ. Đó là năm điều mà chính bản thân Ngài đã trốn đi. Tức là trong cái tiểu sử có cái đoạn ghi lại đó, trong lúc mà Ngài đã kiến tánh thì được là đưa lên làm chức sự. Mà thường tổ sư ngày xưa đó là cái người kiến tánh là gánh vác tất cả những cái trọng trách, là nấu cơm, bữa củi, nước, làm vườn, làm ruộng. Trong cái việc nặng nhọc á, thì hầu hết những tổ sư đã kiến tánh nó gánh vác cho. Còn những người sơ tâm học đạo là chỉ chuyên tu thôi. Cơm á, thì có người nấu, mà dọn ra bàn thì cũng có người dọn, tức là có người nhà bếp có hành đường dọn sẵn, mình tu đến ăn thôi. Thì cái này nó lợi ích rất là lớn hơn là ở núi sâu và là am cốc riêng. Đây là cái bệnh mà tổ sư là Ngài đã nhắc nhở, và chính bản thân Ngài cũng là không nhận chức sự mà trốn đi. Thì Ngài sau đó Ngài mới quay trở lại và cũng là dẫn vân cử chức sự thôi, không tránh được. Bởi vì tổ sư đã kiến tánh rồi thì gánh vác những cái trọng trách. Mà cái người mà đã kiến tánh
thì ban đầu mình còn những cái tập khí nó còn nguyên à, cho nên mình muốn cái bảo nhầm cái tập khí này cho dứt á, thì cần chỗ yên tĩnh. Nhưng mà có người á, tổ sư thấy chỗ yên tĩnh chưa là phải, cho nên bắt buộc nhận những cái chức sự vừa gánh vác trọng trách mà cũng vừa bảo nhầm để dứt trừ tập khí. Tổ là giải thích chúng ta rằng bài thứ 14 là nhẫn nại phiền toái. Người tham thiền cần nên củng cố hằng tâm, tức là tâm luôn luôn không lay động, không biến đổi, tức là lúc nào cũng là đề khởi câu khởi đầu cương quyết, dù gặp cái nghịch cảnh hay là thuận cảnh cũng không có lìa câu khởi đầu, cho nên gọi là hằng tâm, tức là không tâm không lui sụp. Cho nên gặp có liền thối lui, phải biết việc tham thiền là lớn không gì bằng. Cái trọng yếu nhất của các việc thế gian chẳng bằng sự trọng yếu của việc tham thiền. Cái quan trọng bậc nhất của hành giả tham thiền là không có gì bằng hết, dù cái việc ở thế gian có nặng nhọc đi đâu đi nữa cũng không có cái nặng nhọc bằng cái tham thiền hết. Không có gì quan trọng bằng cái việc tham thiền của chính mình, bởi vì có tham thiền mới có minh tâm kiến tánh, có ăn mới mới no, mà đói mà không ăn thì làm sao no được. Mình có đau khổ vì sinh tử luân hồi, mọi việc thế gian đều ràng buộc, nhưng mà nhờ có câu thoại đạo này á thì mình ứng xử trong thế gian nó không có lay động mà cũng ít có mệt mỏi. Nếu mà không có cái câu thoại đầu á, các vị ứng xử thế gian á đuối sức nó phiền lắm, nhưng mà mình có cái câu thoại đầu rồi thì ứng xử rất là tự tại, rất là bén nhạy, chuẩn xác không gì bằng. Cái trọng yếu nhất của các việc thế gian chẳng bằng việc trọng yếu của tham thiền. Tại sao? Vì người thế gian hướng ngoại tìm cầu, người tham thiền thì hướng nội đi thẳng. Nhưng đó chẳng phải là chân đi, chẳng phải là thân đi, cũng chẳng phải là tâm đi. Chỉ đề khởi một câu thoại đầu, tâm tham, tức là tâm tâm tham, khắc khắc tham, miên mật tham. Việc đi đường mỗi bước cách một khoảng, còn việc tham thiền miên mật đến nỗi tìm chỗ trống để cắm một cây kim cũng không có được. Vì có thì sanh ra thế gian, thì chỗ hành của người tham thiền một mãi mai cũng không có chỗ đó, cũng không có chỗ có. Cái hành như thế ắt phải có cái hạnh nhẫn nại phiền toái, giống như người đi trong rừng nhiều gai góc hoặc nhiều cọp beo chưa từng có ai đi qua. Nay ta muốn dõng mãnh tiến tới, giữ cái tâm bình tĩnh còn khó hơn đi qua, vốn là trong tâm cảm thấy khó đi. Ý muốn vội gấp càng đi càng thấy khó, thật chẳng dám đi cho đến trùng chân thôi bước. Nhưng người hành đạo phải mạnh dạn, đến độ không đi thì không được, tức là mình muốn đến nơi thì chân phải đi, dù là gặp chông gai đi nữa, khó khăn đi nữa, có đi ăn có đến. Mà có tham thiền dù có quên có nhớ và sanh ra nhiều cái ý tưởng thì cũng không quan trọng, chỉ cần đề khởi câu thoại đầu có nghi tình là đủ, cứ đi tới dù khó khăn cỡ nào cũng phải đi. Thì như thế là cái lập chí của mình nó không có thối chuyển. Cũng như những người biết cách dụng công khéo léo, trước tiên phải rõ nơi cảnh giới của tự tánh vốn là tiêu diêu,
vốn là thích ý, vốn là tự tại, vốn là vui vẻ, cho đến hang ổ của lục đạo luân hồi cũng không. Cho đến hang ổ của lục đạo luân hồi cũng đều như thế. Nay người tham thiền muốn về nơi tiêu diêu tự tại của tự tánh, nhưng không thấy đường cũ thì làm sao về được. Nay có một diệu pháp, tức là tham câu thoại đầu. Cái khổ hạnh tham câu thoại đầu tức là nhẫn nại thiền toái. Chúng ta hôm nay quyết định muốn về nhà thì phải ôm chặt câu thoại đầu, kiên trì nhẫn nại, lâu ngày sẽ thuần thục. Thuần thục rồi thì thành thói quen, cho đến bảo đi làm việc khác cũng không biết làm, chỉ biết làm một việc là nhẫn nại thiền toái. Chỗ hành như thế lâu ngày thì đại địa cũng không thể đủ để hành, hư không cũng không đủ để hành, để đi liền xong. Đến đây một đấm đập bể vô minh, một chân đá nhào tình thức, mới biết nhà mình chẳng lìa đường này. Đường này tức là nhà mình, vui mừng biết bao, tức là gặp cái gì cũng không quan trọng, mà chỉ cần đề khởi câu khởi đầu có nghi tình thì lo ngại đó, nghi tình nó sẽ thành khối. Nghi tình nó thành khối á, thì đây là đập bể vô minh, tức là nghi tình nó tan vỡ. Trần lao phiền não từ vô lượng kiếp tức thời tan rã, tự tánh mình được tự hiện, đó là nhà của mình. Mà cái chỗ này là chư Phật đã thành tựu, lịch đại tổ sư cũng đã thành tựu, mình giữ đúng như lời của Phật của tổ khi đề khởi câu thoại đầu, dù gian nan khổ cực phiền toái đến đâu cũng chẳng bản, cứ đề khởi. Và khi nghi tình thành khố thì nghi tình tự tan vỡ, tức là đập bể hư không á, cũng đồng thời là đập bể vô minh và đá nhào tình thức. Thì lúc này tức là tự tánh mình tự hiện, gọi là kiến tánh thành Phật, thì không có gì vui hơn là cái chỗ này. Cho nên là ngài Quy Sơn đã dạy là kia là đấng trượng phu, ta cũng là như thế, tức là bậc tổ sư, các ngài là đấng trượng phu, các ngài đã thành tựu đạo quả thì ta cũng là như thế, chớ có khinh mình mà đánh mất cái quả vị. Tức người kia làm được thì mình cũng làm được, người kia học có tiến sĩ thì mình cũng học được tiến sĩ, tại mình không học thôi. Mình học tới cử nhân rồi mình nghĩ tức là đại học, hoặc mình học qua thạc sĩ mình nghĩ không có chịu học tới tiến sĩ. Người kia học tiến sĩ được mình cũng học được chứ, mà tại mình không chịu học, mình đổ thừa khó. Nhưng mà có nhiều người đó, con nhà nghèo á, phần đông là đa số rồi học thành tài hết, mà con nhà giàu á, ý lại cái cha mẹ có của không thèm học. Thì con người đó thì mình không học nữa cũng làm quan, tại giờ bố mình quan mà, thì nên mình thế nào cũng được ngôi vị quan, không thèm học. Nhưng mà cái người nghèo á thì là họ muốn tiến thân thì phải học hành, cho nên người ta thành tựu được tiến sĩ. Thì tổ sư ấy, các ngài cũng do không quên lao nhọc, không nể hà khó khăn, dù gian nan cách mấy các ngài cũng quyết chuối quyết chí để thành tựu đạo nghiệp cho chính mình. Thì chúng ta sẽ đi theo cái người xưa, các ngài đã chỉ dạy muốn thành tựu đạo quả thì cần phải có hoài đầu, có nghi tình. Mà có nghi tình rồi thì các vị ứng xử trong cuộc đời này tương đối nó ổn thỏa hơn và nó chuẩn xác hơn những người không có tu. Và người có tu rồi thì công việc gì trong cái gia đình từ cho đến xã hội chúng ta đều là trọn vẹn, trở thành một Phật tử có tu hành mà cũng toàn bổn phận của gia đình và xã hội. Rồi đến đây kính chúc các vị thân tâm thường an lạc, thì chúng ta nghĩ mời các vị.
chúng sanh vô biên Xin mời quý Phật tử chúng ta nghỉ ngơi. Ngày mai là ngày tu trực tiếp tại chùa Phật Đà 19.